Cảm ơn mày đã cho tao ngủ lại ở đây nhá. Ui giời, có cái gì đâu. Anh em mình là anh em tốt mà. Mày thích sang nhà tao ngủ lúc nào mà chả được. Thôi ngủ đi. Mày ngủ đi. Cái gì nó cứ cứng cứng nhỉ? Cái gì nữa? Cứng cứng á? Ừ. À cái điều khiển thôi mà. À, à điều khiển à? Ừ. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Hảo thật đấy. Mày được tao. Gì? Mày được tao. Cái điều khiển đó là của mày đúng không? Thì đúng rồi, tất cả là của tao hết. Thế thì làm sao? Mày, tao không ngờ đấy. Hóa ra bao lâu này mày giấu tao à? Giấu cái gì? Ôi trời ơi, mày vẫn còn cố cãi được à? Mày bị 3D. Sao mày không nói cho tao biết? 3D thì mày bị khùng à? May mà nay vợ tao đi công tác ấy, nó mà nghe thấy thì nó làm loạn hết cả lên ấy. Thế tại sao cái điều khiển nó nằm ở đây? Mà đùi bông tao nó cứ có cái gì nó có cọ bảo đấy. Đã có cái điều khiển còn gì nữa. Điều khiển nào ở đây? Điều khiển nó nằm ở đây rồi mà. Ôi giời ơi. Đây này, mày nhìn kỹ vào, mày nhìn chưa? Kia là cái điều khiển tivi, còn đây là điều khiển điều hòa, nhìn chưa? Hóa ra tao hiểu lầm mày à? Thì thôi, cho tao xin lỗi nhá, tao nhạy cảm quá. Ui giời ơi, tưởng người ta báo bở lắm ấy. Thế mà mày không chịu nói sớm, làm tao cứ hiểu lầm. Thôi đi ngủ đi. Để tao tắt điện nhá. Mày tắt điện cho tao ấy. À, cái gì đấy? Tao đang mở cái điều khiển. Hả?